Bữa nay chủ nhật không ai rủ anh nhậu trơn sao? Có bạn bè đó mà nhậu. Ủa em nhớ bình thường anh bạn bè nhiều lắm mà. Ừ cũng nhờ bà. Nhậu chung mà chữ tụi nó mà trời mà cái gì mà nó nhậu chung tụi nữa. Giờ ai đâu dám nhậu chung nữa. Em có chữ bạn anh đâu chàng. Ừ em đâu có chữ bạn anh đâu. Em chữ bà nội với ông nội nữa không mà. Cha mẹ lôi hết trơn mà cái gì mà nó dám nhậu chung tụi nữa. Mệt hả? Em nay anh đi làm mới mua về cho em áo đẹp lắm nè. Ủa mà khoan, bữa nay là phải sinh nhật em, cũng đâu có lễ lộc gì đâu. Sao tự nhiên tặng áo cho em? Anh mua áo cho con nào? Mua áo cho con nào không lấy rồi giờ anh tặng cho em? Nói đi. Anh mua cho em thiệt chứ bộ. Không mua cho con nào đâu, mua cho em á. Ông không tin. Thiệt, là anh thấy em có một bộ đồ mặc hoài nên mua cho em bộ nữa đó. Tới bây giờ mà anh vẫn không chịu nói thiệt với em luôn hả? Em, anh có này có cái đố hay lắm nè. Đố gì? Mà đố gì mình có gì mình chơi mới đố. Tự nhiên giờ đố không thì sao đố. Anh có 5 xị nè. Em có tiền không? Có. Mà có 100 rồi nha. Ừ 100 cho 100. Thì anh trả lời đúng á thì em lấy 5 xị. Anh trả lời sai á thì anh lấy 100 em thôi. Cho em được 1 tiền luôn nè. Rồi ok. Đố em. Đố em nha. Cái con gì mà quanh năm suốt tháng nó chỉ ngước mặt lên trời thôi. Con gì quanh năm suốt tháng trời. Ừ, trả lời đúng một lần nha, sai là thua nha. Con cá đá. Con gì? Con hàng lạc thằng ơi. Đi chứ. Chứ không phải anh trời đâu. Năm xị. Ờ, con hàng lạc đây không có con nào vậy. Sao con có hàng lạc ngước mặt anh trời? Vậy chứ bốn chân nó quay mặt anh trời không rồi nó bò trên tận nhà đó thì nó ngước mặt anh trời đó. Ừ ha. Vậy cũng được. Vậy là mất 100 ngàn hả? Em, mấy người bạn công ty anh rủ đi Vũng Tàu chơi nè, đi không? Ok, đi thì đi. Nhưng mà em có một điều kiện nha. Chuyện gì nữa? Là anh phải mua cho em một cái đầm mới. Thì mua đầm mới thì mua. Chưa, em còn muốn mua thêm một cái nón là mình đi biển mình đội á. Và mua cho em thêm một đôi dép là em đi trên biển nó đừng có lúng á. Rồi em mua thêm cho em một chai kem chống nắng á. Alo. À, chị à chị. Thôi chắc em hồi quá em không đi đâu chị ơi. Em bận công chuyện nhà rồi, dạ em không chịu đi rồi. Thôi nha. Em đi mà. Sao vậy anh? Thôi khỏi khỏi vô đi. Thôi khỏi. Cái gì kỳ cục. Người lừa đảo. Có 100 ngàn sáng. Rẹt nữa. Vô phòng mà nói gì nhắm gọi với em. Có nói gì đâu. Lừa đảo. Nghe lừa đảo gì nữa. Đâu em nói người ta người gạt em 100 ngàn muốn tiện xe. Nói anh hay gì? Nói đâu? Em xạo. Nói anh hay gì nè? Em nói anh đâu? Gia lừa đảo gì em? Đâu có nói gì đâu à. Người gạt. Nè mệt quá. Ta đố đúng sai thì chịu thua đi. Có 100 ngàn thì thua thì chung người ta. Đó, giả đó. Thua mà cứ ngồi vô lai nha em không ai đấu nữa. Chơi gì ai chơi lại trời. Hả kìa. Thương khỉ.